Các bạn đã quay trở lại với Goodman TV. Robot hút bụi lau nhà bây giờ đã quá đỗi bình thường rồi. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con robot vừa hút bụi, vừa lau nhà, vừa sấy và giặt khô dễ lau. Đó chính là EcoVac Debot T10 Turbo và chính là con máy này đây. Thiết kế thì mình thấy có một màu xám và màu trắng được kết hợp với nhau, nhìn rất là tinh tế và sang trọng. Đặc biệt là con máy này to hơn so với con Debot T10 mà lần trước mình đã review, vì ở bên trong của nó sẽ có hai hộp nước, đó là hộp nước sạch và hộp nước bẩn. Nước sạch ở màu xanh và nước bẩn là màu xám. Và con máy này thì nó kết hợp với việc giặt và sấy khô dễ lau cho con robot này. Về con robot này thì nó khá là giống so với con Debot T10 mà mình đã review ở trước. Chỉ có khác một cái, đó chính là nó không có dễ lau bằng hộp đựng nước mà nó sẽ thay vào bằng hai cái dễ lau này. Và khi mà lau xung quanh rồi thì nó sẽ trở về trạm sạc thông minh để sạc lại. Và vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho mọi người biết về con EcoVac Debot T10 Turbo này. Đường link mô tả cũng như là chi tiết sản phẩm thì mình đã để ở dưới comment. Nhớ like, subscribe cho kênh Goodman TV. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.